con hả? Rồi, con. Thế thì chị em chúng ta vừa nghe một người dân tộc Châu Mạc và họ kể lại cái ân huệ của Chúa, họ kể lại cái sự kiên trì cầu nguyện và kết thúc bằng kinh lạy cha và kinh dân tộc. Ta thấy lòng thương xót của Chúa không bỏ rơi bất cứ một ai, dù là người dân tộc, dù là người kinh, dù là vùng núi, dù là vùng biển, dù là bất cứ ở đâu, không một ai mà Chúa loại trừ. Vì Đức Giêsu đã nói, nhưng em đến với ta sẽ không loại ra ngoài con đã được Chúa loại và loại thương xót của Chúa như thế nào? Thưa cha và cộng đoàn, con là Nam 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 ở giáo phận Thành Chu, mà con là đây là từ hôm chủ nhật trong khi trên đường đi thì con chưa bao giờ vào nào đến đất miền Nam bao giờ, nhưng mà mình là Chúa cứ giữ giáo con và đưa con vào đây. Con đổi ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã công việc, và con xin chia sẻ là ơn đầu tiên là con ở nhà ấy thì từ ý có một người đưa cho con một chuỗi thân hào và một chuyển xe kinh, thì con nhận họ bảo là cứ tới 3 giờ đọc thì con cũng tranh thủ công việc là đến lúc 3 giờ con đọc trên nhà. Đến lúc con nghe tin cầu đoàn là mở lòng thương xót thì con lại đi lên nhà thờ. Lên nhà thờ thì ít người lắm, thì con cũng cứ đi thì đi ngay rồi họ cũng dần dần họ cũng đi theo, họ đi đâu lắm. Thưa cha họ thì lúc họ đi đâu rồi thì con lại chạy vào nhà thờ giữ. Con đi thì một thời gian họ cũng đi theo, họ cũng thấy họ đi đâu thì nhiều lúc con nhìn thấy những người mới đi thì con mừng lắm. Mà nhiều lúc thì con thấy những người con cũng tội đi. Là đấy là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai thì thưa cầu đoàn là vừa rồi mẹ con nằm trên giường đấy thì con may mắn bị cân định là bị viêm tiểu tuyến niệu thì đau đớn lắm, chân tay thì hồi hết ra, thì anh em mới đi vào bệnh viện thì con cứ thấy mẹ con đau thì con cứ ngửa mặt lên con xin cầu xin Chúa ban cho mẹ con bớt đau đi. Còn mẹ con cần có anh em không đi xa làm xa ấy thì ở nhà thì có mấy chị em, vậy thì con cứ cầu xin chiều mẹ con bớt cơn đau và đi ngược giảm được, là con cũng cảm ơn Chúa lắm. Chắc là cầu cùng một đầu tiên con đã được vào trong miền Nam, một người đau bệnh, một người yếu y tế mà đi từ mãi miền Bắc vào tới miền Nam không phải là dễ. Thương chị em vừa say xe vừa mệt mỏi mà may dạn vào trong này để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một cái điều rất là lạ lùng đó là gì, là Chúa lôi kéo người ta đến cầu nguyện lòng thương xót. Như chị ấy nói, chỉ một cái CD bài giảng lòng thương xót chị ấy nghe, chỉ một cuốn sách người ta ban tặng, người ta giới thiệu, rồi chị cầu nguyện, chị cảm nhận, rồi chị lôi kéo người khác, hết người này đến người kia, đến giáo họ, rồi đến giáo xứ. Đức Giêsu nói là ai đến với ta sẽ không loại trừ. Ngay từ cõi đời này Ngài đã không loại trừ, thì chắc chắn trong cõi đời sau Ngài sẽ không bao giờ loại trừ chúng ta. Mà Đức Giêsu đã hứa rằng là bất kỳ chưa đủ tội nhân nào mà khốn nạn nhất mà một lần nó chạy đến khẩn nài lòng Chúa thương xót, lần Chúa lòng thương xót, thì Chúa cũng tìm mọi cách để cứu cái linh hồn ấy. Cho nên dù tôi có đỏ thắm như vậy điều cũng đừng sợ hãi mà chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Còn ra về, còn đeo máy này tiếp tục giới thiệu, chia sẻ cho những người khác về lòng thương xót của Chúa. Và đi, mạnh dạn, đến đi.